Xin chào các chị em. Các chị em thân mến, từ lâu thì những món như là ninh hầm thơm ngon, như là gà tần này, canh xương hầm, thịt đông đã trở thành một phần tất yếu trong ẩm thực của người Việt Nam. Tuy nhiên thì đặc điểm của những món ăn này đó là thời gian chế biến lâu này, kỹ thuật nấu khó, trong khi nhịp sống hiện đại thì lại quá là bận rộn. Chính vì vậy mà gia đình nào cũng đều muốn sở hữu cho mình một chiếc nồi áp suất giúp chúng ta có thể chế biến những món ninh hầm thơm ngon và nhanh chóng hơn. Trong video ngày hôm nay, Thu Hằng sẽ giới thiệu tới cho cả nhà một chiếc nồi áp suất đang được rất nhiều người yêu thích của nhà Kalai Việt Nam. Đó chính là chiếc nồi áp suất Kalai KPC5841. Cùng Hằng tìm hiểu nhé! Nồi áp suất Kalai KPC5841 sở hữu thiết kế tinh tế, hiện đại, cùng kích thước nhỏ gọn, là điểm nhấn hoàn hảo trong gian bếp của mỗi gia đình. Hằng thấy là chiếc nồi này rất là chắc chắn và vô cùng cao cấp đó nha. Đặc biệt là ở phần thân nồi được bọc thép không gỉ với tông màu đen bạc sang trọng. Chiếc nồi này thì sở hữu công suất là 950W. Với mức công suất này thì quá trình tạo áp suất diễn ra rất là nhanh, giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian khi mà nấu nướng lên tới 60% so với chúng ta nấu thông thường. Với chiếc nồi áp suất Kalai KPC5841 thì Thu Hằng đặc biệt ấn tượng với phần bảng điều khiển chú thích tiếng Việt ở đây, rất là dễ sử dụng nha mọi người. Với KPC5841 thì chúng ta có 15 chế độ nấu được lập trình sẵn, đặc biệt có thể lựa chọn độ như mong muốn và thời gian hẹn giờ lên tới 24 tiếng. Thêm một điều mà Hằng cực kỳ yêu thích ở chiếc nồi Kalai KPC5841 này, đó chính là chúng ta có thể lựa chọn được mức áp suất mà mình mong muốn. Cụ thể là từ P1 tới P7 là áp suất thấp, P8 tới P15 đó là áp suất trung bình, và từ P16 tới P25 là áp suất cao. Các chế độ nấu sẵn bao gồm nấu cơm, nấu súp, nấu sườn, thịt gia cầm, ngũ cốc, cá, nướng, nấu cháo, hầm, làm bánh và nấu đậu. Với menu vô cùng đa dạng thế này thì có lẽ là chỉ cần duy nhất một chiếc nồi này trong gian bếp thôi là chúng ta đã có thể nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh. Thật sự quá tuyệt vời cho những gia đình nào mà không có quá nhiều thời gian. Tiếp theo đó là phần thiết kế của nắp áp suất. Phần nắp áp suất này khiến cho Hằng cảm thấy vô cùng ấn tượng luôn cả nhà. Với phần gioăng cao su như thế này sẽ giúp cho nồi kín hơi hoàn toàn và áp suất sẽ lên nhanh. Với tấm nhôm với các phần lõm li ti như thế này thì sẽ giúp chúng ta là tránh bị đọng nước, đảm bảo hương vị thơm ngon cho món ăn. Phần bên ngoài này đó chính là phần van xả áp suất cực kỳ chắc chắn và an toàn, không lo là chúng ta sẽ bị sự cố khi mà sử dụng đâu nhé. Ngoài phần nắp áp suất này thì chiếc nồi còn đi kèm thêm một chiếc nắp phụ ở đây, giúp chúng ta có thể sử dụng nồi để xào nấu đồ ăn như một chiếc nồi điện thông thường. Sử dụng chiếc nồi này để nấu nướng hàng ngày thì Hằng rất là yên tâm, bởi vì phần ruột nồi được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, không chỉ giúp cho chiếc nồi ra nhiệt nhanh, giữ ấm lâu dài mà còn rất an toàn cho sức khỏe nữa đó. Ngoài ra thì phần ruột nồi còn được phủ lớp chống dính và có sẵn vạch chia thể tích, rất là tiện lợi cho chúng ta trong quá trình nấu nướng cũng như là vệ sinh nồi. Theo nhận xét của nhiều chị em thì chiếc nồi này hầm đồ ăn rất là nhanh. Hôm nay thì Hằng đã chuẩn bị nguyên liệu để làm món canh thịt bò hầm khoai tây, để xem là chiếc nồi này có hầm nhanh như là lời đồn không nhé. Mình sẽ lần lượt cho các nguyên liệu của gia vị món canh vào, sau đó đóng nắp áp suất và chọn chế độ nấu súp. Sau 22 phút thì nồi đã hoàn thành quá trình nấu rồi. Ngay bây giờ thì hãy cùng Hằng xem là món ăn của chúng ta được nấu như thế nào nhé. Món canh có mùi thơm rất hấp dẫn và màu sắc đẹp mắt. Phần thịt bò mềm tan hòa quyện cùng với khoai tây bùi, bở và béo. Phần nước canh đậm đà. Món này thì chắc chắn là hao cơm lắm đây nha. Các chị em thân mến, ngoài món canh thịt bò mà Thu Hằng vừa mới nấu, chúng ta còn có thể làm đa dạng các món khác như là canh xương hầm này, thịt kho, gà tần. Tất cả đều có thể hoàn thiện nhanh chóng và đơn giản với chiếc nồi áp suất đa năng Kalai KPC5841. Vừa rồi thì Hằng cũng đã giới thiệu tới cho các chị em chi tiết về sản phẩm chiếc nồi áp suất điện Kalai KPC5841. Quả thật là một sản phẩm vô cùng hữu ích đúng không cả nhà? Nếu như các chị em còn thắc mắc liên quan tới sản phẩm, hãy cùng để lại comment ở phía bên dưới bình luận trong video này nha, để Kalai có thể giúp cho các chị em giải đáp những thắc mắc.
Còn nếu như chúng ta muốn mua sản phẩm nhanh nhất, hãy nhanh chóng liên hệ tới hotline 1900 1850 hoặc website highlight.vn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nha.